một phiến đá bí ẩn rơi từ vũ trụ xuống. Nó đâm xuống nước Er. Một làn sóng xung kích lan ra khắp thế giới. Quốc đảo bị xé thành từng mảnh như rác rưởi. Trong cùng một lúc xuất hiện năm nước lớn. Khu vực này đã bị phong tỏa và nhà nước đã cử các nhà khoa học đến đây nghiên cứu. Một năm sau tại Hàng Châu, một chàng trai tóc hồng đang trêu chọc người anh em của mình. Lâm Lạc nhìn xem, một cô gái độc thân nước Er 20 tuổi đang tìm con nuôi. Cậu có muốn thử một chút không? Chắc chắn in sâu đậm như yêu nước, mang lại vinh quang cho đất nước. Nhưng vẻ mặt của Lâm Lạc lúc này lại khá là đờ đẫn. Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Lâm Lạc, sao mày lại khóc rồi? Nghe thấy âm thanh của Trương Vĩ, Lâm Lạc rất nhanh hồi thần trở lại. Đây, ở đây là công ty sao? Anh không phải đang ở thời đại hỗn loạn sao? Anh nhớ rõ, một năm sau khi viên đá kia rơi xuống trái đất, thế giới hiện thực như biến thành thế giới trong game vô cùng tàn khốc. Có những người thức tỉnh tài năng ở các cấp độ khác nhau, thay đổi tư chất và có được sức mạnh phi thường. Những lúc đó trên thế giới xuất hiện vô số hầm ngục thủy triều có vô số quái vật. Con người dựa vào sức mạnh mình thức tỉnh được mà sống sót. Trật tự xã hội lúc trước đã sớm sụp đổ, chỉ còn lại quy luật tự nhiên của kẻ mạnh và kẻ yếu. Để nâng cao tài năng, anh đã phải xử rất nhiều loại quái vật cấp cao. Tuy nhiên con mồi của anh đã là món ăn của các con quái vật khác có cấp độ cao hơn. Anh trai anh vì muốn bảo vệ anh mà chết. Trước khi anh trai anh chết vẫn còn cố gắng đẩy anh ra khỏi hầm ngục, nhưng anh lại bị kẻ thù ngồi chờ ở ngoài đánh lén hại chết. Và nguyên nhân của mọi chuyện chỉ vì anh không muốn giao pha lê thăng thiên cho bọn chúng. Ở thời đại hỗn độn, yếu chính là tội lỗi. Nghĩ đến đây, Lâm Lạc hỏi Trương Vĩ, hôm nay là ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu? Trương Vĩ có chút ngơ ngác, ngày 12 tháng 11 năm 2025. Mày là thằng ngốc à, có phải tối hôm qua thẩm du nhiều quá rồi không? Còn trẻ thì phải tiết chế một chút chứ. Trong lòng Lâm Lạc đã có đáp án, hóa ra anh ấy đã trùng sinh về 3 năm trước khi anh thức tỉnh. Nhìn màu sắc ngoài trời chắc vẫn là buổi sáng, vẫn còn vài giờ nữa thì tài năng của mỗi người mới thức tỉnh. Nhưng không đợi anh nghĩ nhiều, một người đàn ông đã chỉ vào anh tức giận mắng mỏ và nguyền rủa. Lâm Lạc, những gì anh làm không xứng với đồng lương công ty trả cho anh. Anh bị sa thải, đến phòng nhân sự quyết toán lương đi, buổi chiều không cần làm nữa. Lâm Phàm quay đầu nhìn một cái, tên Vương Siêu trong trí nhớ của anh thì vẫn y xì như thế. Đằng nào anh cũng đang tìm lý do để công ty sa thải anh. Ở thế giới trước, Vương Siêu cái tên chứng thối này, thức tỉnh xong hắn biến thành ác quỷ, chuyên đi thu hoạch nội tạng của con người, cả tay và chân, trái tim của con người nữa chuyển hóa thành năng lượng thăng cấp. Hắn ta còn ép buộc những cô gái, lợi dụng người khác và làm việc ác, không thể ngờ lần này có thể gặp được hắn. Vương Siêu tiếp tục chửi bới, một đứa con hoang được nuôi bí mật, vậy mà cũng xứng được Ôn Vũ Tử đánh giá cao ở đâu chứ? Cũng không xem mình là loại đồ chơi gì. Lâm Lạc không thèm để ý đến bọn chúng, mà cứ thế ra khỏi công ty, bởi vì việc tiếp theo, anh nhớ là anh đã đánh Vương Siêu, sau đó bị cảnh sát bắt giam. Kết quả chiều hôm đấy cả nước đều thức tỉnh, nhưng anh đã bỏ lỡ nó vì anh bị giam 10 ngày. Giai đoạn quan trọng là cả dân tộc đều thức tỉnh. Sau khi ra tù thì mọi người vừa thức tỉnh ở cấp 10 rồi. Cho đến khi cả hai đứa bé ở trại trẻ mồ côi, thì anh đã nuôi lớn tôi bằng cách ăn trộm. Anh trai anh Chu Đông sau khi được thả ra sau 15 năm, thì cuộc sống của Lâm Lạc anh mới tốt hơn một chút. Anh trai bởi vì thức tỉnh tài năng có cấp A nên anh ấy có đóng góp rất lớn. Sau này anh ấy luôn đem theo tôi ở bên cạnh, cũng nhau nỗ lực thăng cấp. Có một lần anh đã vô tình giết một người, đến lúc đó anh mới biết bí mật tài năng mà anh đã thức tỉnh. Khi anh không sử dụng tài năng, thì anh có thể cướp đi tài năng của người khác bằng cách giết người. Không may là anh trai của anh không bao giờ đồng ý cho anh tự nhiên giết người. Kết quả, anh ấy bị người khác nói là kẻ ác. Cuối cùng anh đã không thể bảo hộ được người thân của mình. Thậm chí là cả hai anh em họ đều chết. Nếu như đã trọng sinh lại một lần nữa, thì tất cả những sự bất lực thù hận mà anh đã trải qua, thì anh sẽ làm cho nó biến mất. Nếu như lương thiện không có thiện báo, vậy thì anh sẽ tự đòi lấy công bằng cho mình. So với người khác phải độc ác hơn, tồi tệ hơn cả kẻ tồi tệ nhất. Thực sự làm chủ được vận mệnh của đời mình, anh sẽ dùng những tên độc ác làm nguyên liệu, để anh leo lên được ngôi vị bất khả chiến bại. Sau đó Lâm Lạc dùng tốc độ nhanh nhất trở lại công ty. Anh cứ ở trong nhà vệ sinh không đi ra. Vài tiếng trôi qua, thời khắc mà tất cả toàn dân đều thức tỉnh đã tới. Lâm Lạc quả nhiên vẫn thức tỉnh kỹ năng cấp F, cướp bóc, tác dụng khi giết người khác sẽ cướp đi toàn bộ một thuộc tính nào đó, hoặc tất cả hiệu ứng kỹ năng. Thời gian cướp bóc tiếp theo là cách nhau 5 ngày. Tôi trùng sinh, biết trước tất cả mọi chuyện trong tương lai, chiến lược cho tất cả các người thức tỉnh ở Hàng Châu, vị trí của các hầm ngục ẩn, quan trọng hơn nữa là anh có thể dùng thời gian nhanh nhất để thăng cấp tài năng lên cấp SSS. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện điện thoại của Vương Siêu. Hóa ra hắn ta đã thức tỉnh tài năng cấp S hệ chữa trị, nên hắn đang có kế hoạch chiêu mộ các đồng nghiệp vào nhóm của mình. Hắn một bên gọi điện thoại một bên đi ra ngoài, hắn ta không phát hiện Lâm Lạc ở ngay sau lưng hắn. Sau khi sống lại, Lâm Lạc càng quyết đoán hơn, nên anh chỉ cần siết cổ Vương Siêu bằng một sợi dây. Vương chủ quản, có thể gặp được anh thật tốt, anh sẽ được trở thành đồ cúng đầu tiên cho tôi sau khi trùng sinh. Khi cuộc đời của Vương Siêu sắp kết thúc, thì một bóng dáng màu xanh khổng lồ xuất hiện. Đây là một hình thể cô đọng đặc biệt chỉ có ở cấp S trở lên. Khả năng của cái bóng màu xanh nào rõ ràng liên quan đến việc chữa trị, nhưng chỉ là tốc độ của nó còn chậm lắm, rõ ràng là không nhanh bằng việc Vương Siêu sắp ngỏm.
Và khi sự sống của Vương Tiêu biến mất chỉ còn một vài hơi thở, thì năng lượng xanh đó cũng chậm hấp thụ. Lúc này một âm thanh thông báo cũng vang lên, anh ấy cũng đã lấy được sức mạnh linh hồn từ người khác. Cấp độ của anh từ cấp F lên cấp E, còn tài năng cấp E thì biến thành tài năng cấp D. Tài năng cấp D thì biến thành tài năng cấp C, tài năng cấp A thì biến thành tài năng cấp S. Nghe thấy âm thanh ở trong đầu, Lâm Lạc cũng không thể tin được. Ở đời trước anh và anh trai đã vật lộn với đam quái vật 3 năm, mới thăng cấp được tài năng của anh lên cấp A, nhưng mà hôm nay chỉ cần vài tiếng liền vượt qua cả thế giới trước. 10 phút liền biến thành cấp S, cướp bóc, cấp S sẽ có tác dụng khi kết thúc sinh mạng người khác thì sẽ cướp đi toàn bộ một thuộc tính nào đó, mang lại hiệu quả, hiệu ứng kỹ năng, một trong 4 linh hồn, khoảng cách cướp bóc, 1 ngày.